Sư Ấn Quang về quy củ thơm thảo trong chốn thường trụ và tiếp tục nói đến cái việc mà trong thời thế bất ổn chỉ nên nhất tâm tu đạo, chứ nên vọng động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nho nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chớ nên xây dựng cất nhiều, mong cho thật rộng lớn, không những vì tài lực không đủ mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. Thì đây là cái lời khai thị trong chốn thường trụ của Tổ sư Ấn Quang. Điều thứ nhất này, dân nhàn dành cái thời gian thiệt nhiều, vì mỗi buổi sáng có thời gian để dân nhàn chia sẻ cũng như đại chúng ngồi để lắng nghe. Đây là những cái điều mà Vấn Nhàn rút ra từ trong bộ văn sao, có nói về cái việc mà thời thế bất ổn thì phải nên nhất tâm tu đạo. Thực sự thì từ khi mới sanh ra đến hôm nay là 49 tuổi, hơn 30 năm ở trong ngôi Dạ Lam Tam Bảo, thì thấy trong lúc này là cái sự bất ổn lớn nhất. Cái sự bất ổn đó là cái dịch bệnh nó đang phát tác quá nhanh, quá mạnh, và nhiều người rất là hỗn loạn, lo sợ. Và cái việc mà chúng ta trong cái lúc này nên ở tại nhà, cư sĩ thì nên ở tại trong nhà, rồi các vị tu sĩ thì cũng nên ở tại chùa lên khóa lễ. Mà khóa lễ thì không đông quá 20 người. Nếu mà chúng thường trụ tăng ni đông thì cũng phải chia nhỏ ra. Đây là một cái công văn khẩn cấp của Giáo hội Trung ương Phật giáo Việt Nam mà Thượng tọa Thích Đức Thiện đã ban hành ngày 27 tháng 3 mới tin 2-3 ngày trước. Sáng nay cô Lợi ở Hà Nội cô chụp, cô gửi qua Zalo, thì Vấn Nhàn thấy cái việc mà trong lúc này đó thì mọi người nên ở tại nhà và tu tại nhà, và tất cả các thầy nếu đông quá 20 người cũng như tịnh thất của mình đó thì mình chia nhỏ ra khoảng 10 người, 15 người, dưới 20 người một khóa lễ. Và cái việc mà giáo hội đang đề xướng và khuyến khích cho mọi thầy giảng sư nên truyền Phật Pháp qua đường truyền Internet. Đây là cái việc mà Giác Nhàn đã mơ ước ôm ấp cũng từ lâu, về cái việc được phổ biến Phật Pháp qua bên mạng Internet. Lợi rất lợi lạc, mọi người đang ở nhà, giờ ở Hà Nội, ở Cần Thơ, rồi ở Cà Mau, rồi ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, ở Mỹ, Úc, Canada, các nơi trên thế giới. Không biết cái thời gian sáng 6 giờ rưỡi tại giờ Việt Nam tại khu chuyên tu không có tụ tập cho người vào, rồi Vấn Nhàn dùng sáng xong với đại chúng rồi chia sẻ cho đại chúng. Thì đây là cái thông tin mà chúng tôi đã để lên trên trang web của đườngthọ.vn để người
mọi người biết được cái thời gian và thông tin để mà theo dõi, và nên phổ biến đi qua bên những cái phương tiện đường link gửi qua Viber, gửi qua bên Zalo vân vân các nơi để mọi người người ta biết. Thì trong thời gian này người ta cũng ít đi làm việc, ít đi ra bên ngoài, thì cái việc mà để nghe pháp, để tu thì đây là một cái cơ hội rất là lớn, và thời gian này rất là quý báu để cho mình có cái dịp để trở về sống với chính mình và người biết sống một mình. Thì cái việc bất ổn này đó thì chưa biết thời gian là bao lâu, thì theo như là trong văn bản thì tạm ngưng không ra ngoài. Tăng ni cũng như là Phật tử nên tại ở tại nhà cho đến ngày 15 tháng 4. Thì cái thông báo đó là từ 27 tháng 3. Thì gần như là hơn 2 tuần nên đóng cửa bế quan tịnh tu. Thì một số người họ không có tu tập được thì đây là cái chuyện khó khăn với họ vô cùng. Vì thường ngày phải đi làm, đi giao tiếp, đi để mà sinh hoạt bên ngoài, mà bây giờ kêu đóng cửa ở nhà thì đây là cái chuyện khó. Tuy nhiên Tổ sư Ấn Quang Ngài đã là đề xướng cái việc mà đóng cửa chẳng tiếp ai từ lâu, và cuộc đời của Ngài là không tiếp ai. Thì bây giờ mình quen ở nhà mà đóng cửa không tiếp ai đó thì đây là cái việc mình thấy rất là bình thường. Nhưng mà riêng những người mà không có cái hướng để mà đóng cửa không tiếp ai để mà bế quan tịnh tu thì đây là cái chuyện khó khăn vô cùng. Cho nên ra riêng Chất Nhàn với đại chúng khu chuyên tu thì thấy rất là bình thường. Bao nhiêu năm nay cũng là ít có tiếp, và đến hôm nay là gần như là không có tiếp. Và 2 năm nay Chất Nhàn cũng ngưng lại không đi giảng đâu, cho nên cái việc này nó rất là bình thường mà rất là hoan hỷ, rất là hợp lý trong cái con đường tu hành của mình. Mà trong thâm tâm Giác Nhàn thì không những là 2 tuần là đến ngày 14 tháng 15 tháng 4, thì cái thời gian 2 tuần đó là quy chế cho tất cả mọi người, cho riêng đối với Giác Nhàn thì thời gian không những 2 tuần mà 2 năm cho đến 20 năm nếu thọ mạng còn, thì cứ như vậy mà đóng cửa không tiếp ai tịnh tu. Làm một cái vườn rau ở phía sau đây là cứ anh em huynh đệ hàng ngày cứ ra làm để mà mình tiếp cận với lại cha trời mẹ đất. Hàng ngày mình gian nắng cho nó khỏe, có được những cái không khí trong lành, rồi mình trồng những cái loại thực phẩm tinh khiết để mình dùng, đó là cha trời mẹ đất để nuôi dưỡng mình. Thì đó là cái việc mà Giác Nhàn thấy nó bình thường, mà quý thầy ở khu chuyên tu thì chắc là thấy cũng bình thường. Nên thành ra cái việc mà kêu không đi ra ngoài, mà cái nhà, cái căn hộ của họ chút xíu không có cái khoảng không gian mà họ không biết tu nữa thì quay qua đụng lại, không biết đi đâu, thì đây là cái chuyện khó khăn vô cùng. Nhưng mà một tập thời gian thì nó sẽ quen thôi. Thì giờ cái việc mà hôm nay tiếp tục Giác Nhàn có nói đến cái việc mà Tổ sư Ấn Quang á có đề xướng người niệm Phật niệm thêm danh hiệu Quan Âm và trì thần chú Đại Bi, và trong văn sao Ngài nói lúc gặp hoạn nạn ôn dịch, tất cả những sự biến cố gì xảy ra thì nên niệm Quan Âm và trì thần chú Đại Bi nhiều hơn niệm Phật. Nói như vậy không phải là câu Phật hiệu không có tác dụng đối với những cái lúc mà dịch bệnh này, nhưng mà cái hướng những người mà để phát nguyện vãng sanh niệm danh hiệu Phật á, thì để họ cầu nguyện vãng sanh trong lúc loạn động này thì cái số lượng người để họ nguyện vãng sanh cũng ít, trừ trường hợp những người mà đã phát bồ đề tâm dõng mãnh là không gặp hoạn nạn dịch bệnh họ cũng nguyện vãng sanh tha thiết một lòng, rồi gặp hoạn nạn họ cũng nguyện vãng sanh, thì cái chuyện bây giờ họ cũng nhất tâm niệm Phật nguyện vãng sanh thì chuyện bình thường. Nhưng một số đông số người hết 10 phần hết 7-8 phần người bình thường họ sợ bệnh dịch, họ muốn cho vượt qua khỏi cái dịch bệnh, chứ còn cái chuyện mà kêu để họ nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì nó ít quá. Cho nên Ngài mới khuyên cái số đông đó nên phát tâm trì Đại Bi và niệm Quan Âm để vượt qua những cái kiếp nạn này, rồi họ tiếp tục họ gieo duyên để niệm Phật vãng sanh. Giờ Thầy Tánh đọc cái lời khai thị của Tổ lên niệm, vừa niệm Phật nên niệm kèm thêm thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Khai thị người niệm Phật nên niệm kèm thêm thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Trước kia con chẳng trì chú Đại Bi,
Đặng Văn Quốc 21-1932, Quan Bế Quang tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa, bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vô đến điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước chú Đại Bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về. Uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đến điện nói, bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sinh đầy mụn lở nhỏ. Xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước Đại Bi, uống vào liền lành. Vì thế, thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau, người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói, vẫn cần phải chỉ chú Đại Bi vào nước. Quan nói, hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Chỉ chú Đại Bi vào cho hương thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lộ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước Đại Bi liền được lành, bèn quy y. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phạm người lâm chung thần thức hung loạn, nếu uống nước Đại Bi hoặc nước pha từ cho hương Đại Bi hay nước nấu từ gạo Đại Bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người chơi niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. 1-2 năm qua đã có 3 người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao cho hương, kể cả bao bì và tô thuốc nặng 4 lạng, chia thành 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sanh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Còn ông Phương Văn Niên ở Cửu Thự Phương thuộc huyện Trấn Hải, tên là Tứ Dòng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột. Thầy Lan Trung Y không trị được, bác sĩ Tây Y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chẳng trị. Bà mẹ là người thôn Văn Lý, do độc Ứng Quan Văn Sao liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà đứa nhỏ, kể cả đệ tớ đều thường ăn chay. Chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một u già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả. Có đứa cháu mới về nhà sống, bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng có bà này như ưu già mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. 3 ngày sau, khối u trong ruột tứ trọng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. 5 ngày sau hoàn toàn lành mạnh, chí thành niệm Phật tụng kinh, tiêu trừ tốt nghiệp. Có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu, tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cạnh Đức Tô Châu, mới tìm bán giấy hợp pháp, thêm một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y. Quan bảo anh ta, hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chàng trai 24 tuổi bế phục vịt ấy liền chiều nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra,
chẳng thể trước về đất tu được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngõ Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bông sông xuôi, liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng bị tước sạch. Anh ta người béo phục vịch, lại mặc một cái áo da, nhưng bọn trộm cướp chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật Quán Giáo Bì nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sinh nở, oán quỷ dựa vào thân, phát cuồng cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy chính là do chí thành niệm Quan Âm, oán quỷ bỏ đi. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 594, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiền, lá thư số 4. Và lá thư đến đây là kết thúc ạ. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Tổ sư Ân Quang có đề xướng về cái việc mà trì thần chú Đại Bi, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm Phật A Di Đà. Đây là cái pháp phổ thông mà ai cũng biết. Nếu mà chí thành, chí kính mà chân thật mà thọ trì đó thì cái tác dụng của cái pháp Đại Bi, niệm Quan Âm và niệm Phật Di Đà đó thì không thể nghĩ bàn. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể biết và nói hết cái công dụng của cái pháp này. Thì hồi nãy Thầy Tánh có đọc về cái việc mà con người sở dĩ bị bệnh là do sát nghiệp cảm vời. Nhưng người đời ít ai biết đến chuyện này. Vì do cái vô minh che lấp, nghiệp chướng nó sâu dày, mình không có thể thấu hiểu được cái điều này. Cho nên thành ra là cứ việc ăn mặn, sát sanh, hại vật, lợi mình, hại người, tâm mình nó ích kỷ, nhỏ nhen, ganh tị, rồi tham thích lấn áp hơn người khác, thì chính những cái tâm lý này là một cái loại nghiệp mà nó cảm vời những cái bệnh tật đến với mình. Và nhất là cái chuyện mà sát nghiệp ăn thịt chúng sanh nó gây ra bệnh. Thì cái bệnh mà virus corona COVID-19 thì nó cũng không ngoại lệ. Lời tổ dạy đó là cái bệnh từ nơi con virus này đó thì cũng là do sát nghiệp cảm vời. Thì bây giờ mình muốn chuyển cái sát nghiệp này thì mình phải làm sao? Thêm cái gì và bớt cái gì? Chúng ta nói cho mọi người dễ hiểu, đó là thêm cái gì và bớt cái gì. Hằng ngày thêm cái thần chú Đại Bi và tụng nhiều hơn. Thì vì lúc trước mình 21, 25 gì đó, bữa nay mình 50, 108. Có cô Phật tử ở Sài Gòn, cô Lài, cô nói, con nghe sư phụ hôm qua giảng nói về thần chú Đại Bi. Hôm nay con phải phát Bồ Đề Tâm trì sáng 54, tối 54 để hồi hướng cho khắp chúng sanh Pháp giới. Họ bị dịch bệnh, con thấy đau lòng quá. Và cô này khi mà có nghe chúng tôi nói về cái việc mà trồng rau, nếu mà về sau mà đại chúng ăn dư mà mình không có tiền để trả tiền điện thì gọi rằng là đi bán cà rốt, đi bán la ghim á. Con nghe của mũi lòng của kêu con khi mà nghe đến cái chuyện này thì chắc là đại chúng không để cho sư phụ đi đâu. Bởi vì cái việc mà người trụ trì thì phải giảng kinh thuyết pháp. Thì giảng nhàn nói không. Cái việc mà khi mà gặp việc mà hoạn nạn dịch giả, giặc giả, dịch bệnh mà điều kiện mình không có thì cái chuyện đó bình thường. Mình đi làm cái việc đó là cái việc mà rất là tốt, không cái gì trở ngại. Thì cũng mới phát tâm cúng 50 triệu để mà làm cái việc mà xây cái hồ với lại làm cái vườn rau. Riêng đối với chúng tôi thì không bao giờ để mà kêu gọi hoặc xin xỏ gì hết. Tự những người họ nghe rồi họ phát tâm, họ tùy hỷ thôi.
Thì cái đó là cái tiêu chí của chúng tôi đi theo cái đường lối của Hòa Thượng Tịnh Không cũng như Ấn Tổ là thà chết, thà đói gì đi nữa chứ không có xin. Đó là cái tiêu chí của mình đề ra như vậy. Thì còn được của cải, còn cơm, nước, gạo, rau thì cả đại chúng mình sống với nhau. Mà tối chúng ta hợp trên đó. Khi mà hết tiền thì thôi mình giải tán, không có gì làm phiền lòng đến người khác. Hôm qua có một người họ gửi 10.000. Họ nói con nghèo quá, thôi con gửi 10.000 mà không biết chuyển tài khoản 10.000 là không biết bao nhiêu tiền phí mà. Họ gửi có 10.000 tiền Việt Nam, đối với tiền bên Mỹ gọi là 5 cent, chưa đến 1 đô la, 1 đô la là 20.000. Mà hiện tại giờ là bên Mỹ đang bị dịch bệnh cho nên mình ra cái tiền mà kêu nước ngoài gửi về để phát tâm phóng sanh in kinh làm phước nuôi đại chúng thì hầu như là một tháng nay là ngưng hẳn rồi, không có. Thì cái việc mà mình phải làm sao đó khi cái việc mà dịch bệnh hoặc giặc giả hoạn nạn thất mùa vân vân thì mình phải làm sao đó để mà mình đã có một cái hướng đi và cái sự tu tập ổn định, không làm phiền đến những người khác. Thì cái chuyện đầu tiên đó là mình phải an định và nhất tâm tu đạo. Cái chuyện mà an định nhất tâm tu đạo đó thì cái việc mà để mình trì thần chú Đại Bi đó, những việc này rất là khẩn thiết, cần thiết. Chúng tôi mong mỏi trong gia đình mọi người bây giờ cái dịp mình ở nhà đó buôn bán ế ẩm rồi ít đi ra ngoài đó, thì cả gia đình mình lên trì 50 biến hoặc 108 gì đó, thêm là thêm cái chuyện này. Rồi hàng ngày khi mà ngoài cái thời gian trì thần chú Đại Bi thì bắt đầu mình niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Đừng có để khi mà dịch bệnh nó tới nhà mình rồi, nó đi vào trong con người mình rồi để mình trì đó, thì cái lúc này hơi khó. Vì bản thân của mình không có dụng công tu hành, cho nên thành ra cái công đức để mà nó ngăn trừ những cái bệnh tật đó nó không có, cho nên thành ra nó đã xâm nhập vô rồi. Để mà mình phải lo, để mà mình trì đó thì mình tu đó thì thường chúng tôi hay nói là để cháy nhà rồi mới xịt nước. Nước nó đã tung vỡ đê rồi, bắt đầu mới đi lo đắp. Đắp từ lúc mà nước chưa vỡ đê, đắp cái đê cho kiên cố từ lúc mà nước chưa vỡ. Và lúc mà nước mà nó đã vỡ đê rồi thì đắp cũng uổng công, không đọt, không nổi, không thể nào cự lại được với cái sức mạnh của nước. Cũng như ăn trộm cướp, mình không có phòng ngừa, then cửa cài chặt, rồi lúc nào cũng có người đàn ông hoặc là người có cái thế mạnh ở trong nhà để cướp nó vô, nó lấy sạch sành sanh, lúc đó mới gọi công an, gọi người hàng xóm đến thì họ cũng lấy họ đi hết rồi. Để cho cái nghiệp chướng nó phát tác và bệnh nó đi đến trong cơ thể con người mình rồi, bắt đầu mới điều trị, bắt đầu mới ngăn ngừa, thì cái này chúng tôi nói nó hơi chậm. Ấn Tổ hay nói phòng bệnh lúc chưa bệnh, lo cho đất nước lúc chưa chiến loạn thì nó mới yên được đó. Và mình phải tích trữ phòng cơ những cái lúc mà đói khát, chứ để đến lúc đói rồi bắt đầu mới đi làm, còn bình thường thì xài thoải mái luôn, tiền bạc của cải xài phung phí luôn, không có biết chắc chiêu tiết kiệm để mà giữ gìn, để lo trong cái lúc hoạn nạn cứ xài cho thoải mái. Đến bây giờ bắt đầu chạy đi làm thì ai mà thuê việc đi làm nữa đâu. Có những người họ xài bạc mạng luôn, có tiền là họ xài, họ kêu đến ngày mai chết rồi làm sao mà có để mình có thời gian để mà xài nữa. Cho nên bây giờ lúc này tiền bạc không có mà công việc không ai thuê nữa thì mình tính sao? Cho nên thành ra là hồi nãy chúng tôi nói cái gì thêm và cái gì bớt. Cái việc bớt ở đây là mình bớt ăn mặn và tuyệt hẳn ăn mặn và tuyệt hẳn cái việc mà giết chóc. Cái người mà có duyên của chúng tôi, dĩ nhiên trong tỉnh thất khu chuyên tu là cái chuyện này đạt tiêu chuẩn 100% rồi. Hành hệ tổ nắng kiệu, trứng, sữa rồi đồ mặn là không dùng rồi đó. Thì chút nữa chúng tôi sẽ nói đến cái đoạn mà người ăn chay đến khi dịch bệnh lưu hành thì người ăn chay ít nhiễm phải. Cái này lời Ấn Tổ, chút nữa chúng tôi nói thêm chỗ này. Thì bây giờ mình thêm là thêm, trì thêm thần chú Đại Bi. Có thời gian ở nhà làm gì đâu. Có những người ngoài đời họ không có biết tu á. Cái thời gian họ ở nhà là họ quýnh bài, lên trên mạng, chơi game, rồi họ phung phí thời gian rất là lớn. Cũng như hôm trước mà chúng tôi bên Hà Quay á, thì nghe cô Liên Đức có nói là cái vùng mà Hà Quay là một cái đảo nó cũng nhỏ mà cái biển nó mênh mông nó lớn. Khi mà nghe sóng vô, chuẩn bị sóng nó vô đó thì người ta, bên đài nó thông báo một cái là người ta đây là cơ hội để họ chạy lên núi. Họ vừa nghe thông báo một cái là họ ngưng hết,
công việc họ chạy lên núi, họ dân chạy, dân bạc rồi họ ngồi, họ ăn nhậu uống bia cho thoải mái, họ trông cho đến cái lúc bão vô để họ có cơ hội được nghỉ, nghỉ tắt tất cả các công sở, nghỉ thì không có gọi rằng là đi làm, nhưng mà vẫn không có đi làm mà vẫn có lương. Họ lên trên đó họ vui sống ở trên đó một hai ngày xong họ về lại. Mà ít có khi nào cái đảo đó bị chùm nước vô ngập hết cái đảo, mà nghe thông báo bão chuẩn bị vào một cái là sóng chuẩn bị vào một cái là họ chạy lên núi. Thì có những người họ rất là cơ hội khi mà dịch bệnh hoặc là bị những cái chuyện thiên tai là họ thích để mà họ ăn hưởng cho thoải mái, không biết tu á, họ ăn hưởng cho thoải mái, thì cái việc này nó có nguy hại đến bản thân họ và gia đình rất là lớn. Cho nên thành ra là cái người mà biết tu rồi á, thì họ thấy đây là cái thời gian quý báu và họ cảm thương những người đồng loại, nước mắt cùng mặn mà dòng máu cùng đỏ. Đó là nhân loại con người chúng ta cùng chung một cái nhân bản đạo đức, cái lòng từ, thì mình phải thương họ. Mình thương họ để mà mình làm sao đó bằng cái khả năng mình tu tập để mình hồi hướng cho họ. Thì cái việc mà chúng tôi nói là trong lúc này là mình bớt đi ăn uống nhậu nhẹt, mà giờ cũng quán xá rồi cũng đóng hết rồi. Tiệm cắt tóc mà ở Sài Gòn người ta cũng hạn chế người vô, mà có chỗ những tiệm không ai đến cắt cũng đóng cửa. Rồi một số những cái dịch vụ không cần thiết như là massage, rồi vũ trường, rồi bia bọt vân vân là họ đóng cửa rất là nhiều. Xe cũng hạn chế chạy nữa, thì đây là cơ hội mình ở nhà mình tu. Thì chứ lúc trước quý thầy thì cũng công việc này việc nọ xin đi thì các nơi, nhưng mà giờ cái công văn thông báo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã đưa ra là tăng ni nên ở tại một chỗ, chỗ nào ở, ai ở chỗ nào thì ở chỗ đó. Hồi nãy họ nói trong văn bản đó, cái tiêu chí là ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó, và bớt đi ra bên ngoài, thì đây là cái cơ hội để mà mình tịnh tu. Thì như vậy là mình thêm là thêm công phu tu hành. Và bớt đi đó là bớt đi ra bên ngoài, bớt ăn mặn, bớt sắc sanh, bớt đi xem ca múa hát, đờn kèn yến tiệc đông vui. Mình chỉ ở trong nhà để mà mình lo mình tu hành. Thì đây là cái cơ hội để cho mình bế quan tịnh tu rất tốt. Cho nên Tổ sư Ấn Quang là cái cuộc đời của Ngài là đóng cửa không khiếp tiếp ai từ lâu rồi. Đến bây giờ mà ai mà quen đóng cửa không tiếp ai thì đây là cơ hội quá tốt. Không ít có ai đến làm phiền mình thì mình mới có thời gian tu được. Chúng tôi nói có hai cái việc mà để mất thời gian nhiều nhất, đó là cái việc ăn. Ngồi vô bàn có thể ăn một tiếng, hai tiếng nhậu nhẹt, ngồi nói chuyện cà kê dê ngỗng là cái chuyện ăn. Và thêm một cái chuyện nữa là cái chuyện ngủ. Hai cái việc này nó giết chết thời gian. Mình cộng trừ nhân chia tính cho kỹ lại thì nó gần một nửa cái thời gian cuộc đời mình ngủ. Có nhiều người 6-7 tiếng rồi, ăn 3 buổi nữa thì nó lại là gần 12 tiếng rồi đó. Cái cuộc đời mình thời gian có trăm năm đâu bao nhiêu đâu, mà gần nửa cái thời gian một ngày thì coi ăn với ngủ là nó hết cả một cái thời gian là 50 năm rồi. Mình sống 100 tuổi thì mình gần lại 50 năm hết thời gian ăn ngủ rồi. Chúng tôi thấy có những lúc Phật tử lúc trước chúng tôi hay đi giảng, mời đi vô trong cái quán ăn chay á, Phật tử quay quần lại với nhau ngồi nói chuyện ăn là trên tiếng là chắc. Trên một tiếng là chắc cú. Có những lúc hai tiếng đồng hồ chúng tôi giật mình, cái ổ mình ngồi mình ăn gì đâu mà mất thời gian dữ vậy nè. Là do gì? Tụ tập. Cho nếu một mình ăn thì đâu có thời gian bao nhiêu đâu. Này, cho nên ra là mà ăn cái với cái ngủ đó nó chiếm cái thời gian rất nhiều. Thì nó cũng phục nằm trong ngũ dục tài sắc danh thực, là ăn thì là ngủ. Đắm chìm trong đó, sâu, đắm sâu vào trong đó thì sao? Thì đời sau mình dễ làm loài heo. Heo nó cũng ăn ngủ không à? Nguy hại vô cùng. Cho nên ra bớt tụ tập để ăn uống nhà hàng chay đồ cũng đóng bớt rồi. Một số nhà hàng ăn uống đóng bớt đi thì người ta có cái thời gian rất là nhiều. Mà người mà không biết quý tiết cái thời gian á, thì họ ở nhà họ thấy nó vô vị, đi ra đi vô rồi thấy nó chán chường mệt mỏi. Họ không có một cái lý tưởng là mơ ước một cái lẽ sống gì cả, mà bây giờ đang đi làm mất việc rồi giờ tính sao? Nếu mà họ mà biết tụng kinh niệm Phật tu hành thì tuyệt. Có ba mẹ của thầy Thiện đó, là ông ở bên Mỹ về, hỏi sao ông qua sống với con bên Mỹ tháng sau. Ông kêu có nhiều người già qua đó là cô đơn quạnh hiu khổ, buồn nhớ con nhớ Việt Nam ở bên này,
rồi đồ về mà con cái nó không cho, còn riêng con khỏe lắm, hai vợ chồng á, khi lúc nào sư phụ giảng trực tiếp rồi con nghe, còn không hai vợ chồng con lên khóa lễ trì mấy chục biến đại bi với tụng kinh nó hết giờ liền mà thấy rất là an lạc. Mà đây là cơ hội qua bên này tu rất là tốt, bởi vì ít ai đến thăm ai. Bên Mỹ là không có cái vụ mà kêu rằng là tự nhiên đến nhà người ta gõ cửa rồi kêu lấy bia lấy rượu rồi ra uống hoặc ngồi chơi nói khào khào, không có thời gian. Cho nên bên Mỹ mà kêu đóng cửa là họ bình thường, mà Việt Nam mình mà kêu đóng cửa ở nhà, ai ở nhà người đó thì cái chuyện này khó. Bây giờ họ hay đi rong rêu ra bên ngoài, họ thích đi lang thang rồi, cho nên kêu ở nhà không phải dễ với họ. Đó, chúng ta nói như vậy không phải nói xấu những người mà họ không biết tu, họ đi lang thang, mà thực sự là họ đi ra bên ngoài là dễ gặp những cái chuyện xấu ác. Gặp bạn bè nhậu nhẹt rồi đủ kiểu đủ trò hết trơn là coi chừng tiêu. Từ từ bắt đầu là nó lúng vô cái chuyện tệ nạn cho quý vị coi. Kinh khủng luôn. Không biết làm gì thì không có tiền để sống thì cái chuyện tệ nạn nó đến cấp kỳ nhanh tức khắc. Đúng không? Còn mình đây là mình biết sống, biết tu, biết ở nhà tụng kinh niệm Phật. Rồi ai cúng được cái nhiêu đó thì mình ăn bấy nhiêu thôi. Chuẩn bị gạo, nước, rau, cỏ rồi với mình dùng vui trong cái tháng ngày mình ở tại nhà mình tu. Và cái khóa lễ không đông quá 20 người trên pháp hội mình đó. Thì bây giờ tối hôm qua chúng tôi lên họp đó cho một khóa lễ có 5 người. Bây giờ mới đọc lào trong văn bản này là không đông quá 20 người. Thì cái khóa lễ hồi nãy thầy Nhuận Minh thông báo là 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng đó. Thì mình đôn vô cho đến 2 giờ chiều đến 4 giờ rưỡi chiều. Rồi cái khóa lễ mấy người cộng tu từ lúc 8 giờ rưỡi đến 9 giờ, 8 giờ rưỡi đến 11 giờ sáng đó. Thì mình đôn vô trong lúc 6 giờ đến 8 giờ tối. Mỗi người phải đợi hai thời chứ. Hồi tối như cái chia hồi tối đó là gấp thời gian quá, chúng tôi chia thì cuối cùng đã trúng được căn thời. Những người mà đi làm một ngày thì về là nghỉ rồi, thì những người không đi làm chia làm hai ban. Hồi tối coi như là chúng tôi họp với đại chúng cho nó là chặt chẽ vô cùng. Rất là chặt chẽ về cái công việc của Tịnh Thất Quan Âm mà làm đúng với cái vấn đề mà của giáo hội và xã huyện người ta đề ra là tất cả Phật tử nên ở nhà hết. Và có người mang cơm đến từng điểm cho quý vị dùng, nó hợp lý vô cùng. Đây là cơ hội bớt ra ngoài. Bớt ra ngoài là thời gian tu rất là nhiều. Chúng tôi thật lòng với quý vị, cái việc mà để mà làm cái vườn rau cho đại chúng, với lại làm cái việc mà xây cái hồ để mà nuôi cá phóng sanh, với lại tưới nước trong cái vườn rau đó, nó mất cái thời gian trong đó chúng tôi tiếc vô cùng. Mà công đo đong đếm thì phải làm việc này thôi, không còn con đường nào khác trong cái lúc này. Nhưng mà buổi chiều mà để công phu, tối công phu mà không có thời gian chúng tôi tiếc vô cùng. Cho nên mấy anh em cái ngày nào mà mình không đi xuống đây để mà làm đó, thì cố gắng thi mà rảnh mình trì thêm thần chú đại bi, để là cái thần chú nó bảo hộ thân tâm mình, để cho cái lúc mà lâm chung cũng như cái lúc còn sống là không có bị chết vì đói khát khốn khổ. Đây là điều thứ nhất trong thần chú đại bi có nói là ai mà tụng đến thần chú đại bi thì Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn và cái công đức trong cái pháp lực bất khả tư nghì của thần chú đại bi không để mình chết vì đói vì khát vì khốn khổ. Cái người mà đói mà chết, mà gọi là chết đói, thì cái phước người này quá kém. Cũng như có một cái chú bé đi chăn bò, gặp một cái ông coi tướng, ông nhìn, ông thấy, ông nói: cái tướng của con giàu cho gặp may mắn làm phước gì để nữa, cái tướng của con lúc chết là phải chết đói. Hỏi vì sao vậy ông? Đó là cái tướng nó hiện ra, tôi coi trong sách thôi, nhưng mà nó cũng đều là do nhân quả. Chắc đời trước là ăn trộm ăn cắp, hoặc giả là keo kiệt bỏn sẻn, không biết chia sẻ cho người khác, không biết bố thí làm những điều phước lành, gom góp quơ quét vô cho bản thân mình, rồi cuối cùng cũng không mang đi được. Đời này nó hết cái phước cho nên nó hiện cái tướng là chết đói. Trên gương mặt của con, khi mà con vừa cười ra một cái là hai cái vành của từ cái mũi nó xuống cái miệng á, là nó sâu vô đó, thì biết cái tướng này là trong sách nói là chết đói chắc chắn. Ông coi nhiều người rồi, hỏi vậy giờ con làm sao ông? Kêu muốn không có tướng chết đói thì con phải làm phước làm thiện. Kêu con nghèo quá, con đi chăn bò mướn cho người ta, làm sao con làm phước làm thiện? Kêu bây giờ con trong cái lúc con đi chăn bò đó, con thấy người ta nhổ cỏ trong vườn, con vô con phụ nhổ cỏ cho người ta. Con thấy người ta gặt lúa thì con vô con cũng gặt lúa phụ cho người ta. Con làm những cái điều gì đó mà trong khả năng con làm, chứ đâu phải là kêu mà có phước là chỉ có tiền mới làm có phước đâu. Con có thể có cái khả năng gì trong con người của con làm được thì giúp cho người khác, đừng có ích kỷ nữa. Nó kêu ông dặn vậy con nhớ rồi. Và ông dặn cái điều quan trọng nhất là không nên trộm cắp của người khác.
Nếu trộm cắp thì đời sau còn nghèo hơn hơn cái người mà đi chăn bò như vậy nữa. Thì nó nghe như vậy xong rồi đang thả bò thì thấy đám cưới người ta thời xưa không có đi xe con như mình đâu, hồi xưa người ta chỉ đi xe ngựa rồi nhà gần gần hay đi bộ từ chỗ này đi qua chỗ kia, hoặc là họ đi số những phương tiện rất là đơn giản chứ không phải là đi xe loại limousine đồ, loại dài dài đồ. Mấy người có tiền người ta coi rằng là cho mọi người biết là đám cưới mình có tiền mình đi xe cho sang trọng mà. Nên con người mình khi có phước mà hay khoe khoang hay hưởng phước dữ lắm. Đám cưới có gì đâu mà phải đi xe sang trọng quá vậy. Thì cuối cùng cái là những người hồi xưa người ta nghèo, người ta chính những lúc đó họ tích phước. Thì hai cô dâu chú rể đi ngang qua trên con đường đó bị rớt cái bông tai gắn sao không kỹ, rớt hai bông tai. Thì khi mà chú này ổng đi chăn bò vòng, ổng thấy đám cưới, ổng coi xong ổng nhìn đi qua xa, đi rồi, đi qua khuất rồi thì ổng đã nhìn thấy cái chỗ con đường đó. Trên con đường đó có cái bông tai, thì nó mới, cái chú này mới nghĩ ra là đây là hai cái, một cái đôi bông tai này là có hai vợ chồng vừa mới đám cưới, hai cô dâu chú rể mới đi ngang qua. Cho nên thôi mình cất đây thế nào người ta cũng quay lại tìm chứ mình đâu biết nhà đâu. Thì nó lấy nó cất nó bỏ vô túi cái chú chăn bò này nè. Thì ngày mai quả thiệt hai vợ chồng mà mới đám cưới đi ngang qua giáo giác đi tìm trên con đường đó. Thì cái chú này chạy ra hỏi: anh chị ơi, anh chị tìm cái gì vậy? Kêu là hôm qua đi đám cưới ngang qua đây rước dâu về mà rớt hai cái bông tai không biết ở đâu, bây giờ tìm không thấy. Kêu: em lụm được nè, anh chị rớt, em cũng nghĩ rằng là anh chị sẽ quay lại đây để mà tìm, cho nên thành ra thôi em trả lại cho anh chị. Và hai người này tự nhiên cảm động và rút tiền ra cho nó. Kêu: không, cái này em lụm em trả lại cho anh chị thôi chứ đâu có phải gì đâu mà phải trả tiền. Không, em không lấy đâu, em nghe ông già ông dặn là lụm được của rơi rồi đừng ăn cắp của người khác, lòng chân thật mà như vậy thì để mất đi cái tướng chết đói. Nói y như là ông già, cái đứa nhỏ này nó chân thật, nó coi như là ông già ông nói làm sao nó nghe nó làm y vậy. Thì những người có căn lành khi thấy những người đi trước, những người lớn tuổi, những người bậc bề trên nói là họ làm theo, họ không bỏ, bởi vì nó sợ chết đói cho nên thành ra nó phải làm cái việc này. Thì cuối cùng hai người đó cứ cảm ơn hoài, kêu thôi chứ đừng cảm ơn là mất phước. Cuối cùng hai người đó đi, thì thời gian sau có mấy tháng sau quay lại gặp ông thầy tướng. Ông thầy coi tướng ông nói: ủa sao lạ vậy, mới có mấy tháng mà cái tướng chết đói của mày nó mất rồi, sao mà mày làm cái gì, mày làm phước mày giúp đỡ cho ai mà hay vậy? Kêu: đâu có làm gì đâu, gặt lúa cuốc cỏ rồi làm cái gì cho ai cũng không có làm gì hết. Ông kêu: ủa vậy sao mà mày mất cái tướng chết đói, tao coi rõ ràng là cái tướng chết đói mình đã mất rồi, mày nhớ kỹ ra coi có làm gì mày nói tao nghe để tao coi thử coi cái tướng số nó có chính xác không, cái làm phước nó có chuyển cái tướng chết đói không. Thì nó mới nói: à hôm trước con có lụm được cái đôi bông tai của anh chị đó, cô dâu chú rể đi ngang qua đường á. Thì cuối cùng ông quay lại ông tìm, thì con nhớ lời của ông nói lượm được của rơi trả lại cho người ta, không nên trộm cướp, lòng thật thà là mất cái tướng chết đói. Con nghe vậy xong giờ con trả cho họ mà họ cảm ơn con sợ con không nhận ơn đó nữa. Thì ông kêu: à đúng rồi, do mày lượm đôi bông tai mày trả lại cho người ta đó, mày không có ăn cắp nữa, mày không có lấy luôn, chứ đúng ra cái đó mày lấy có quyền lấy mày lượm mà đâu phải đi ăn cắp, nhưng mà nó cũng tổn phước. Thì cuối cùng cái ăn nhỏ này mất tướng chết đói, nó hỏi: thiệt hả ông? Kêu: thiệt. Từ lúc đó bắt đầu tiếp tục nó làm thiện, nó tích đức, nó làm phước đó. Thì con người sở dĩ chết đói là gì? Là do lòng ích kỷ, do lòng tham lam, lo trộm cướp, do bóc lột người khác, vơ vét muốn gom về cho mình, tưởng chừng như là tiền nhiều mà không ngờ cái đó là cái phước của đời trước mình đã có tích lũy trong mạng cho mình vơ vét mới có. Bây giờ mình không biết bố thí cúng dường, mình cứ vơ quét mãi như vậy, không biết lo cho đồng loại đó, thì cái phước mình khi mà nó hết rồi một cái là đi ăn mày như đứa này. Mà khi mà để mà khi mà ăn mày, khi nghèo khổ rồi để làm phước khó vô cùng, không có người chỉ dạy mà mình không có điều kiện để làm phước. Nhưng mà có những người họ có điều kiện nhưng mà không chịu làm. Cái đó là cái nghiệp chướng ngăn che, là nghiệp tham nó ngăn che họ. Cho nên thành ra là cái việc mà để mà thay đổi tướng chất đó chỉ là một cái điều phước, là đứa nhỏ này lụm đôi bông tay trả lại mà lại có phước. Còn quý vị ở ngôi Tam Bảo, quý vị biết cái công đức trong Tam Bảo như thế nào? Nấu một buổi cơm, quét một cái nhà,
bưng một cái ghế cho người khác ngồi, xây một viên gạch cho cái hồ cá, hoặc giả mình lót một miếng gạch, mình làm với cái tâm chân thật cung kính, không phải là ngã mạn ta đây biết làm, rồi la hét chửi người khác, rồi lớn tiếng, rồi xem thường người khác. Nếu mà làm mà có tâm trạng như vậy thì mang tội thêm, bởi vì làm quấy rối thường trụ, quấy rối thường trụ. Cho nên nếu mà ở trong ngôi Tam Bảo Dạ Lam mà làm cho đại chúng mà không có phải vì bỏ tiền bỏ bạc ra mà làm bằng công sức thôi, gọi là nội tài, thì cái phước báu người này lớn không thể tưởng tượng được. Vì những người mà ở trong ngôi Tam Bảo mà được ở trong này, trong những cái lúc dịch bệnh mà người ta vẫn tồn tại, thì cái phước người này lớn, cái phước người này lớn. Còn cái phước người kém mà khi gặp dịch bệnh hoạn nạn là họ điều tàn liền, họ chịu không nổi, họ rối loạn tâm tư liền, và cuộc sống của họ bắt đầu bắn loạn. Mà khi kinh tế mà bắn loạn thì bắt đầu từ đó hạnh phúc hôn nhân rồi vân vân đã kéo theo nhiều thứ để mà nó làm rối loạn hết toàn bộ. Cho nên thành ra là mình làm sao giữ được khi mà đất nước chưa lâm nguy, an ổn đất nước lúc chưa lâm nguy. Khi nó lâm nguy là mình đã an ổn rồi thì nó không đến nỗi gây rối mình lắm. Cho nên đến Hắc Quan Âm cái lúc mà chưa dịch bệnh đã cho trì thần chú đại bi, và đại chúng tu tập 4 thời, và đến bây giờ ngưng không cho Phật tử vô, thì trong chùa, trong cái tịnh thất vẫn đủ người giữ 4 thời, và hộ niệm vẫn giữ người trong đó để hộ niệm, nhưng không quá 20 người. Đúng luật, làm đúng luật mà vẫn giữ được cái thời khóa 4 thời. Mà đúng ra hôm qua chúng tôi là có tâm niệm là muốn để cho đại chúng tu suốt ngày thay phiên nhau, nhưng mà không đủ số lượng người, và không sợ là không có bền bỉ, cho đúng ra là cứ 2 tiếng 1 ca, 2 tiếng 1 ca thay đổi nhau làm miết trong lúc này. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến là tụng thần chú đại bi, người này không đói, không khát, không chết vì khổ. Có những người họ bệnh nhưng mà họ trì thần chú đại bi, họ niệm Phật thì họ chuyển được nghiệp, có trả quả nhưng mà không đau khổ, có bệnh mà không đau khổ. Chúng tôi thường nhắc vợ của chú Quảng Tịnh là cô Hương Trúc á, cô bị ung thư, cái ngực nó lở lét ra, nhìn thấy nó kinh khủng luôn. Mà hỏi đau không? Kêu không. Hỏi thiệt hả? Hay là nói dối sư phụ? Kêu không, không đau thiệt. Họ có tu cho nên thành ra là có đau, có nhức, có bệnh nhưng mà không có khổ. Có bệnh nhưng mà không có khổ, không có đau nhức khó chịu gì cả. Trả cái quả nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Thay vì nhiều đời họ phải trả cái quả sát sanh rồi phải làm loài súc sanh để mà phải phanh thay mổ thịt, súc sanh nó sẽ phanh thay mổ thịt mình lại. Nhưng mà bây giờ làm sao? Họ chỉ trả một cái quả nhẹ nhàng để họ đi qua. Cho nên Ấn Tổ thường nói, khi gặp hoạn nạn mình phải nghĩ ra rằng đáng lẽ mình phải đọa lạc làm loài súc sanh, gặp nhiều chướng ngại vô cùng. Nhưng hôm nay mình trả cái quả nhẹ, do mình tích phước, tích đức, mình có tu hành cho nên mình trả nhẹ. Cứ nghĩ như vậy là mình an ổn vô cùng. Còn nếu mình buồn bực khó chịu, sao tôi tu hành mà tôi còn phải gặp những bệnh hoạn như vậy, tôi gặp những cái chuyện tai ương, chướng ngại như vậy, thì nó làm cho mình càng khổ đau nữa. Còn nếu mà mình biết an trong cái lúc bệnh là kêu đây là cái quả phải trả, thay vì phải đọa lạc làm loài súc sanh để trả còn gấp trăm ngàn vạn ức lần nữa, mà thôi bây giờ mình trả nhẹ thì nó an ổn cái thân tâm mình liền thôi, đúng không? Cho nên ra là cái việc mà để trì thần chú đại bi thì chỉ có người trì và có mười phương chư Phật và Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn nhìn xuống mới có thể rằng là thấy cái thần lực này bất khả tư nghị. Còn người không trì, người ta thấy chuyện đây là cái chuyện vớ vẩn, làm gì mà bây giờ trong lúc này trì thần chú đại bi mà không còn đói khát, không còn bệnh tật, làm gì có, thì đây là phàm phu suy nghĩ. Còn các hàng Bồ Tát thì ngài suy nghĩ khác. Thì giờ chúng tôi nói thêm về cái việc mà Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái chuyện mà khi dịch bệnh lưu hành, người ăn chay ít bị nhiễm phải. Thì chúng tôi đọc cái đoạn này. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sanh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn tham uống, cậy ta mạnh lấn hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó cho thỏa bụng mình, ắt đến ngày nào đó phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, há có được chăng? Huống chi thịt có chất độc, do lúc
chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Này là đúng trong lời văn sao Ấn Tổ nói. Trong thịt có chất độc, thịt có chất độc. Do lúc chúng bị giết, do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại, là chất độc nó ở trong con người của mình. Rồi khi dịch bệnh lưu hành, người ăn chay ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa, thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tối tăm, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sinh tật bệnh nhất. Lắng nghe cho kỹ cái lời khai thị của Ngài, chúng tôi đọc vô, chúng tôi nói nó có cái trọng lượng rất lớn. Có ai nghĩ là thật có chất, có ai nghĩ là thịt có chất độc hay là chất bổ? Họ nghĩ bổ nuôi thân thể mập to khỏe lên mới là họ ăn chứ, nếu mà nghĩ chất độc thì ai dám ăn. Nhưng cái gì để ngăn che vậy? Ngài nói là cái tham ăn tục uống. Thì tham ăn tục uống đó nó tạo thành chất độc trong người. Khi corona virus, COVID-19, HIV, rồi virus lao, virus thổ tả vân vân, có mười mấy hai chục loại virus. Từ xưa nay nhân loại trong lịch sử thì virus corona là dữ nhất. Thì khi con người ăn mặn đó, dịch bệnh bắt đầu lưu hành, khi nó nhiễm phải vô thì bắt đầu nó phát tán rất nhanh. Bởi vì cơ thể, cơ địa của mình không có chất đề kháng là một. Do cái chất độc của thịt con thú nó làm mất hết đề kháng đi. Chúng tôi phân tích cho sâu một tí nữa đó. Thì trong thịt có chất độc, khi nó chết, giết nó là cái tâm oán hận nó kết lại. Và khi cái tâm oán hận kết lại thì thịt này bắt đầu biến thành chất độc. Mà khi thịt biến thành chất độc, mình ăn chất độc này vào trong cơ thể thì độc tố trong con người mình chứa đựng rất nhiều. Và khi dịch bệnh lưu hành thì cái người ăn chay ít bị nhiễm phải lọ, do họ không có ăn chất độc của loài súc sanh vào, cho nên cái chất đề kháng của họ rất lớn, rất mạnh ở trong cơ thể. Và con virus này vào một cái là dăng ra liền, chịu không nổi với cái cơ địa của họ. Cơ địa của họ có một cái lực lượng vũ trang, một lực lượng virus mà một lực lượng cái đề kháng trong con người họ quá mạnh, cho nên virus vào một cái là gục liền, chịu không nổi. Hôm qua cái vị bác sĩ đó nói cơ địa con người không có chất đề kháng, và cái cơ hội trong cái cơ địa của họ để cho con virus này phát tác quá nhanh, cho nên thành ra trị cũng không được đâu. Kinh khủng không? Cho nên thành ra là hôm nay mình mới thấy cái chuyện ăn chay là cái việc mà nó rất là thích đáng và nó rất có lợi ích trong cái lúc mà đang dịch bệnh như vậy. Theo trong văn sao Ấn Tổ nói là đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây tuy là lời bàn thông thường về phép dưỡng sinh, chứ thực ra chính là lời luận cùng tột tánh. Do tập tục quen thói đến nỗi mê muội, chứ không thể phản tỉnh được. Tập tục xưa truyền nay làm, đám giỗ là phải làm mặn, đám cưới phải làm đồ súc sanh, đãi cho người khác xưa bày nay làm. Một mình có cái ngày vui mà biết bao nhiêu chúng sanh lâm vào tử địa và đem bao nhiêu chất độc cho người khác ăn vào, thì hỏi con người mình phước báu còn đâu nữa mà sống. Xưa bày nay làm, Ấn Tổ nói gạo tẻ, gạo nếp rất là thơm, cúng cho tất cả các vị hương linh, các vị thần họ hoan hỷ. Sao không làm chuyện này? Rau cỏ rất là thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn vào trí óc sáng sủa, tinh thần sảng khoái, mát mẻ, an vui. Cái điều này Ngài nói chúng tôi cảm nhận được. Mấy hơn 30 năm ăn chay, cảm nhận cái chuyện này rất sâu sắc. Và cái đề kháng trong cơ thể của người rất là quan trọng. Mà ăn mặn vào thì cái chất đề kháng này mất hết, mất hết chắc nhẫn những cái đề kháng này. Thì đây những cái lời của Tổ Ngài nói ra thì mình nên phải chấp hành.
Nên là có nhiều người họ ăn chay thời gian cái là họ bị cái tập tục, rồi bị môi trường, rồi bị con người, bạn bè khuyến dụ, họ chịu không nổi, cho nên họ ngã mặn rất là nhiều. Cho nên cái việc mà để tạo cho cái sức khỏe con người nó có hai điều. Điều thứ nhất, tâm linh mình phải luôn luôn sanh ra lòng hoan hỷ, thì nó tạo ra một cái chất đề kháng miễn nhiễm rất mạnh. Mà muốn tâm mình luôn luôn hoan hỷ thì phải niệm danh hiệu Phật, trì đại bi, niệm Quan Âm, thì cái tâm mới hoan hỷ được, cái tâm mới vui vẻ được, mới nở một nụ cười hoan hỷ được. Chứ còn không thôi thì nó ăn chay nhưng mà trong lòng nó bực bội khó chịu, bởi vì không có tu pháp lành. Dĩ nhiên ăn chay là một cái pháp lành rồi, nó chỉ là lo cho thân thể mình và nó trợ hạnh một chút xíu về cái chuyện tâm linh. Nhưng mà nếu mà không có niệm Phật, trì chú, niệm Quan Âm Bồ Tát, tụng kinh đó, thì cái tâm mình, cái nghiệp chướng nó sâu dày. Riêng ăn chay để cho nó đắc đạo thì chưa có thể làm được, chưa có thể làm được đó. Cho nên ra cái chuyện ăn chay là trợ hạnh, mà cái chuyện niệm Phật, tụng kinh, trì chú đó là chánh hạnh. Nhưng mà cái trợ hạnh ăn chay là đắc lực nhất trong tất cả các trợ hạnh. Nó trực tiếp vào trong cơ thể con người mình để cho cơ thể mình khỏe. Cho nên thành ra là cái tâm mình muốn để cho thanh thản, nhẹ nhàng, an ổn, yên vui. Đối với căn thượng căn thì không nói rồi, còn trung hạ căn như chúng tôi, mà chúng tôi cùng quý vị là hạ căn rồi đó, mà không có pháp lành, không có pháp để an tâm, mà để tự mình trở về Phật tánh, trở về con đường chân như thể tánh mình, thì cái này mình làm không được, khó vô cùng. Cho nên hôm qua chúng tôi coi một cái đoạn video có nói về con người đó có muốn có cái đề kháng, thì trong cái lúc buổi sáng thức dậy là cái buổi quan trọng, phải làm gì. Họ chỉ mấy cách này mà chúng tôi thấy hợp lý, mà trước giờ chúng tôi có áp dụng. Thứ nhất, buổi sáng khi thức dậy uống một ly nước nóng. Mà cái ly nước nóng này thì họ nói uống nước nóng thôi, mà riêng chúng tôi á, thì nếu mà có gừng mà nó làm thành cái bịch mà nó có gừng sẵn ở trong đó. Nếu mà ai mà đường hơi cao thì thôi đừng có uống gừng, mà có đường uống những cái bịch gừng này ta làm không có đường cũng có. Bỏ vô một ly nước ấm, mình súc miệng bằng nước muối thôi, súc miệng sơ bằng nước muối thôi, rồi bắt đầu là mình uống hết một ly nước ấm nó vô. Đi dạo tới dạo lui hít thở xong rồi, họ nói thứ nhất là uống một ly nước ấm, mà chúng tôi khuyên là nên uống một ly nước ấm mà bỏ một chút gừng vô nữa, thì cái đề kháng trong người mình ấm áp rất khỏe. Họ nói là hằng một đêm mình ngủ rồi cơ thể mình không có hoạt động, cho nên thành ra nó hơi lạnh là một, và nó hao cái năng lượng nước trong đó, cho nên mình phải uống nước vào một ly nước ấm, rồi bắt đầu đi vòng xung quanh một chập, rồi bắt đầu vô tập thể dục. Thì họ chỉ tập thể dục là hít đất rồi làm sơ sơ, nhưng mà chúng tôi nói cái thể dục mà hôm nay chúng tôi mới thấy cái hiệu quả đó là suối nguồn tươi trẻ. Tập mỗi động tác là còn 11 thôi, chiều thêm 10 nữa là 21, đủ chia rồi ra nó không có ngán. Nhiều lúc tập 21 phải ráng nó ngán cái nó sợ luôn. Cái người mà họ tập luyện như chú Tị ở đây chuyên nghiệp rồi, 21 cái nhiều lúc ông thấy còn dư sức khỏe, nhưng mà cái bữa mệt quá đi làm mệt về tập 21 cũng đuối chứ, đúng không? Chứ 11 là nó vừa sức nó khỏe. Rồi tập mà hít thở cho thiệt sâu, mở cửa cho thoáng ra, là hai điều mà họ nói là chúng tôi thường làm. Sáng nay uống ly nước ấm vô, bỏ chút xíu gừng vô. Sáng nay chưa có chuẩn bị gừng được nè, bỏ một chút xíu cái bịch gừng mình mua hôm bữa cho chai tăng trên đó, cúng dường gừng với thầy nhiều lắm, uống vào buổi sáng đó. Rồi tập suối nguồn tươi trẻ. Họ kêu là ba việc đầu tiên. Thứ nhất là phải dậy sớm, từ 4 giờ lui lại. Họ nói là từ 5 giờ là người đời, chứ còn 4 giờ, 3 giờ, 2 giờ. Chúng tôi là 2 giờ. Có bữa là 1 giờ rưỡi, có bữa 2 giờ là bật mình thức dậy, khỏe, thức dậy khỏe liền, không có lừ đừ, rất là dễ chịu trong người. Rồi bắt đầu gì, ngồi massage, thoa cái đầu, rồi gãi đầu, rồi xoa mắt, rồi thoa mặt, rồi bắt đầu khởi một cái thiện niệm lên với một cái thân của mình, khởi một cái ý niệm thiện lành với cái thân của mình, da mình sẽ mát mẻ ha, láng ha, dễ chịu ha. Thì cái tư tưởng mình phóng ra cái tần số đó để mình gì, để mình xoa dịu cái thân của mình khi trong cái lúc ngủ gặp mơ khó chịu hay gì đó. Rồi xoa chân, rồi uống qua uống lại, bước xuống, bước từ từ, rồi bắt đầu uống ly nước xong rồi là gì, là bắt đầu đi dài vòng hít thở, rồi tập thể dục. Ba điều buổi sáng nên làm. Thứ nhất, đừng thức quá trễ, phải ngủ sớm, dậy sớm. Ông kêu là ngủ sớm mà dậy sớm thì người này trường thọ, thọ mạng kéo dài. Thứ hai, uống một ly nước ấm. Thứ ba là tập thể dục. Người tu mình thêm một thời công phu nữa là đủ năng lượng, dư năng lượng cho một ngày rất sảng khoái, thoải mái, an vui.
Nếu không làm điều này, ngủ đến 5-6 giờ sáng, 6-7 giờ sáng, sáng bét luôn. Nhất là những người trẻ mà cho họ làm cái kiểu này, họ thành thói quen. Có cô bé đó 8 giờ họ mới thức dậy thì chết ngắt rồi, thành thói quen. Rồi người này sẽ đoạn thọ, chết sớm. Thấy không ạ? Nhớ nghe, thức dậy sớm đó là một cách dưỡng sinh trường thọ. Uống một ly nước ấm buổi sáng đó là cách dưỡng sinh trường thọ. Chứ không uống nước trà nghe, không uống nước trà, uống một ly nước ấm, nước trong. Rồi tập suối nguồn tươi trẻ, hoặc tập thể dục tùy theo, mà chúng tôi là kết cái môn thối suối nguồn tươi trẻ. Bận gì đi nữa cũng buổi chiều tập 10, buổi sáng 11. Đó. Và gì? Cái điều cuối cùng quan trọng họ nói là phải ăn sáng. Thứ nhất là phải thức dậy sớm để trường thọ. Thứ hai, uống một ly nước ấm cũng giúp cho trường thọ. Và thứ ba đó là tập thể dục buổi sáng để cho trường thọ. Tụng kinh niệm Phật trì chú nữa thì thôi số 1 rồi. Những cái đoạn mà thức dậy sớm, uống nước, tập thể dục đó là giúp cho cái thân thể khỏe thôi. Còn tâm linh mình là phải công phu buổi sáng, đừng bỏ. Buổi chiều có bận bịu mệt mỏi gì đi nữa cũng ráng, mà không có thời gian thì chấp nhận với buổi sáng, không thể bỏ được. Phải tập thành thói quen nha, tu là phải tập mà. Rồi buổi sáng phải ăn sáng. Đó, hiện tại giờ chúng tôi ngồi với đại chúng là buổi sáng ăn no như buổi trưa luôn. Buổi chiều ăn nhẹ lại. Thì con người này sống phải 100 tuổi là chắc chắn, bảo đảm 100%. Đó là cách dưỡng sinh. Còn cái lúc ăn thì anh Đức Trí, anh ở Cần Thơ, anh gửi gạo lứt chúng tôi. Bữa nay cũng hơn năm rồi, sáng nửa chén hoặc gần chén. Trưa cũng nửa chén, gần chén. Chiều có những lúc chúng tôi không ăn, có những lúc ăn súp gì lỏng loãng, rất là dễ chịu, ăn được mà 7-8 phần thôi, đừng có ăn quá no. Đừng có ăn gạo lứt không mà không có chất rau gì trong cơ thể thì nó chịu không nổi đâu. Đừng có làm kiểu này. Chỉ những người bệnh mà họ có thể ăn thời gian ngắn thì hãy phổ biến thì cũng có tác dụng. Nhưng mà ăn mà để hết bệnh thì cái chuyện này chúng tôi thấy hơi khó. Bởi vì cái nghiệp sát sanh thì bây giờ phải niệm Phật để trì chú, để ăn chay, để phóng sanh, để tích phước hành thiện thì cái nghiệp nó mới tiêu chứ. Cái chuyện ăn đó là nó chỉ giúp cho cơ địa thôi. Dĩ nhiên nó tránh cho cái bệnh trong tương lai, chứ mà do cái nghiệp quả của quá khứ bây giờ nó trổ ra bệnh là phải tu, phải sám hối. Nó phải kết hợp nhiều thứ chứ đâu phải quả quyết ăn là hết bệnh đâu. Cũng có nhưng mà hiếm lắm. Nghe không? Thì như vậy là cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói đến là tổ sư Ấn Quang lúc trước không trì thần chú Đại Bi, hôm nay ngày trì thần chú Đại Bi. Từ khi chúng tôi đọc đoạn này bắt đầu chúng tôi mới cho đại chúng phổ biến đại chúng trì chú Đại Bi, chứ không phải là chúng tôi tự tung tự tác rồi tự ý mình rồi không tin tưởng pháp môn tịnh độ cho trì thần chú Đại Bi làm lung tung lăng nhăng, không phải đâu. Có vị đi trước là Ấn Tổ làm vị thầy mình rồi đó, quý vị yên tâm, không có sai đâu. Tùng trì thần chú Đại Bi không có sai đâu, không có sen tạp đâu. Thấy không? Đó. Thứ hai nữa đó là cái việc mà dịch bệnh và cơ thể mình bệnh hoạn đó là nguyên nhân từ cái việc sát nghiệp mà cảm vời. Bây giờ muốn chuyển cái bệnh đi á, thì chuyển cái nghiệp trước, chuyển cái nghiệp sát này trước, đó là trì thần chú Đại Bi, niệm Phật, tích tu nhân tích đức thì nặng nó thành nhẹ, nhẹ biến mất. Đó mà. Kết hợp với cái chuyện ăn uống đó là ăn cho nó có chất dưỡng sinh, đừng có ăn cái âm nhiều nhiều. Mà cái dưỡng sinh không những chỉ ăn không đâu, nó cần phải thể dục là tập thể dục, nó cần phải uống nước buổi sáng là uống nữa chứ, nó cần những cái canh dưỡng sinh để uống nữa, và cần thức dậy sớm nữa, và cần gì nữa? Hít thở, quan trọng cái hít thở. Hàng ngày hít cho sâu vô. Ai mà nói nhiều là người này chết sớm, vừa là tạo tổn khí, gọi là khẩu khai thần khí tán, mà vừa là không có bồi dưỡng cái khí lực vô, tâm tán loạn nữa thì người này mệt mỏi, là cái tâm thức họ làm từ từ nó sẽ không tồn tại trong một cái thân, và cái thân không thể dung chứa cái tâm thức nữa thì nó chết thôi, đúng không? Cho nên là con người mà sống trong cõi này phải biết cách để mà điều chỉnh cái thân cho nó ổn định. Cho nên cái gì mà cái chuyện 2 giờ sáng là chúng tôi bữa nay thành thói quen rồi đó, dễ chịu vô cùng. Gần như là 2 giờ rưỡi chúng tôi mới bước xuống giường. 2 giờ vừa thức dậy, như sáng nay là 2 giờ 8 phút nè, vừa thức dậy ngồi hít thở trong nó một chập, cái rồi thoa đầu, thoa đồ, rồi bắt đầu niệm Phật một chập, rồi bắt đầu nửa tiếng sau bước xuống uống ly nước đi vòng vòng vô, là 3 giờ kém 10, trễ lắm là 3 giờ, tập nửa tiếng là đến 2 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi bắt đầu đến 3 giờ, thì 3 giờ tập gì đi nữa đến 3 giờ rưỡi, xong rồi chuẩn bị sắp xếp lên công phu, rồi 6 giờ là ăn sáng, trễ lắm là 6 giờ 10, đúng giờ giấc như vậy thì cơ thể người này phải khỏe thôi.
Họ nói ăn sáng quan trọng vô cùng, bởi vì cái buổi ăn sáng này nó sẽ bồi bổ lại cái thức ăn trong một đêm qua mình ngủ mình không có thức ăn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy hầu như một số người ăn sáng không quen, uống cà phê rồi nhịn, nó thành cái thói quen, cho nên không có một cái dịch vị, cái cảm giác thích thú gì ăn sáng hết, không có đại chúng để ràng buộc mình vô cái chuyện ăn sáng, cho nên cà lơ thời gian người này nhìn xanh mét, cơ thể yếu nhớt, tinh thần thì lụng bại, thì làm sao tồn tại sống được. Cho nên bữa ông Thái Lợi Húc nói là có một anh chàng đó, ảnh quá khỏe là do bà vợ lo đồ ăn sáng quá tốt. Nhiều đó, không phải uống thuốc bổ, không phải lo gì nhiều hết trơn, chỉ lo đồ ăn sáng quá tốt. Sáng ăn như giống là một hoàng đế, trưa ăn giống như là một người bình thường thôi. Trưa mà ăn không ngon, không bằng buổi sáng luôn đó. Chiều ăn giống như kẻ ăn mày. Nhưng mình thì sống trái lại, chiều ăn giống như là hoàng đế, mâm cao cổ đầy, đi làm suốt ngày rồi về làm một mâm quá trời lớn. Rồi ăn vô xong bắt đầu ngồi coi tivi, bấm coi tivi lên mạng, vợ chồng mỗi người cầm cái điện thoại, nó đầm một đống thức ăn trong đó. Cho nên hồi cái sống khỏe ăn vui này, người ta nói ăn xong buổi chiều là phải đi dạo trong vòng 15-20 phút, nửa tiếng là càng tốt, vừa đi vừa hít thở, là để cho nó tiêu hóa cái thức ăn, nó trung hòa những cái thức ăn trong cơ thể của mình, nó không bị độc tố đóng một chỗ, nó phải loãng đi hết. Đó, có cơ thể phải như vậy mới được. Còn mình ăn xong rồi 7-8 giờ nhà chặt ém giống như là cái hột quẹt, đâu đi đâu được, ngồi một đống giống như đống thịt đó, rồi mở tivi ra coi con chút, nhảy lên giường ngủ, sáng mai đi làm tiếp. Thì cái người này không đi, không lấy tiền đi nuôi bác sĩ là chuyện lạ, cái người này không chết sớm là chuyện lạ. Cô chuyên tu chúng tôi bữa nay chiều là chúng tôi đi dạo, bữa nay xây thêm cái hồ, cái đường đi dạo đi bộ dạo rất là khỏe. Phải biết điều dưỡng chứ. Còn cái người mà họ chứa cái tích âm trong cơ thể họ nhiều, họ ăn rồi họ muốn ngồi một đống, họ trèo lên giường họ ngủ liền. Thì cái người mà âm nhiều là họ lờ đờ như cá cạn nước, họ muốn ngủ hoài thôi. Và cái tâm thức họ thành cái nghiệp ngủ rồi, lúc nào lọt rảnh là họ bay vô họ ngủ liền. Thì cái thời gian mất hết luôn rồi, bắt đầu là cái thảo cơ địa bắt đầu độc tố nó ở trong đó nhiều và không có hoạt động được, không có nhấc tay động chân, cho nên cái độc tố trong đó nó nhiều lên thì sao? Người này dễ bệnh. Mà bệnh hoạn thì họ cũng không có thể vận hành, họ theo thói quen ăn ngủ rồi, cũng không biết niệm Phật, không biết lễ Phật, không biết thể dục nữa thì chết. Mà cái thể dục xuống đường tuổi trẻ rất hay, nó không có tốn cái sức lực nhiều, phải chạy, phải bơi, phải đá banh, mà nó chỉ hít thở, vận động rất nhẹ nhàng. Nhưng mà cái vận động nó kinh khủng lắm, nếu mà mới tập một cái là gân cốt mình nó giãn ra, nó đau nhức mấy tuần lễ, có người cả tuần lễ 2-3 ngày, kinh khủng lắm. Thì cái hơi nó đẩy vào tất cả trong cái mao mạch của mình, trong lá phổi của mình, mà lá phổi mình mà sáng mà tập như vậy là nó dư cái không khí. Nếu mà 21 lần á là nó dư cái không khí, buổi sáng 11, chiều là 10 là nó dư cái không khí oxy ở trong phổi của mình, thì con người này phải khỏe thôi, làm gì có khó chịu mệt nữa. Lúc trước chúng tôi lười tập với chưa tập là buổi chiều là ngớp, đi làm suốt ngày quá mệt, đi giảng đồ đó nữa. Đó, chúng tôi hôm nay mà nói mà khỏe như vậy là cứ càng nói càng khỏe, là do suối nguồn tuổi trẻ với hít thở, là cơ địa mình nó khỏe. Mấy bà cụ ở đây, một số mấy thầy đồ bỏ hết trơn rồi, đâu làm sao mà mình qua mấy cái người đi trước được. Mấy người đi trước là các vị lạc ma ở bên Tây Tạng mà họ tập như vậy, họ ngồi trong tuyết mà. Còn mình đây mới có lạnh sơ, ớn lạnh một cái là chạy vô chùm mền rồi, thì chết ngắt rồi, bằng áo lạnh vô rồi. Thì cơ địa mình như vậy làm sao mà sống thọ được, để mà mình tu hành. Thấy không? Thì thôi giờ hết giờ, 7 giờ rưỡi rồi, thôi đại chúng nghỉ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nếu muốn trong đời này được hưởng lợi ích chân thật, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì quyết định được liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng y vào pháp môn niệm Phật, đừng kể chi kẻ chưa được chân truyền Phật giáo, ngay cả kẻ đã được chân truyền cũng chẳng thể liễu sanh thoát tử. Vì sao thế? Dù được chân truyền đại triệt đại ngộ nhưng vẫn chưa thật chứng, có chứng mới liễu sanh thoát tử được, chứ chỉ ngộ thì chẳng thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải độn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh thoát tử. Tu pháp môn tịnh độ chỉ cần đủ tính thật, nguyện thiết, chỉ danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác,
vâng làm các điều lành, chánh trợ cùng hành, chẳng những được vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng nữa. Chẳng riêng kẻ tin tưởng thuận thành siêng tu được vãng sanh, mà hàng ngũ nghịch thập ác sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng thì ngay lúc mạng chung nhất định được vãng sanh. Do lòng từ rộng lớn của Phật chuyên vì sự nghiệp độ sanh, nhất niệm hồi quang liền được nhiếp thọ. Như thế gọi là nương Phật từ lực đối nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chẳng nương theo tịnh độ, tu các pháp môn khác chỉ được Phật báo nhân thiên và tạo nhân duyên đắc độ cho đời vị lai mà thôi. Do không sức động hoặc gốc sanh tử vẫn còn, dễ hồ chẳng nảy mầm độc sanh tử nữa ư? Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Luật. Ước theo những cách giảng dạy thông thường thì còn trong địa vị phàm phu muốn liệu sanh thoát tử thật chẳng phải chuyện dễ. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì ngay trong hiện đời ắt được liễu thoát. Nếu như đầy đủ tính thật nguyện thiết thì trong vạn người nhất định chẳng sót một ai. Chúng sanh đời mạt chỉ có mỗi một pháp này đáng để nương cậy. Bởi thế khi vận mạng đạo pháp ngày càng suy giảm thì pháp này càng thích đáng căn cơ, thiện chi thức càng đề xướng thiết tha, chân thật tu trì liền được vãng sanh là điều chứng nghiệm từng thấy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giá Ngôn Luật. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông. Có tín nguyện thì chẳng luận tu hành nhiều ít càng sâu đều được vãng sanh. Không tín nguyện dẫu đặt đến địa vị cả năng lẫn sở cùng mất hồi thoát căn trần thì cũng khó được vãng sanh. Nếu như thật sự đạt được thật lý năng lẫn sở cùng mất hồi thoát căn trần, có thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử thì chẳng phải bàn đến nữa. Nhưng nếu công phu chưa thấy được lý này vẫn còn chưa thật chứng, nếu không có tín nguyện cũng khó vãng sanh. Thiền gia giảng tịnh độ quy về thiền tông, bỏ qua tín nguyện. Nếu thật sự y theo đó mà tu, họ may được khai ngộ. Nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp muốn liệu sanh tử thì có mơ cũng mơ chẳng được. Bởi phàm phu vãng sanh là do tín nguyện cảm Phật nên có thể nương vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nay đã chẳng sanh tín nguyện, lại toan đem Phật lẫn cõi nước quy hết vào tự tâm, làm sao cảm Phật được? Cảm ứng chẳng phù hợp thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Biến pháp hoành siêu tức siêu việt tam giới theo chiều ngang, thành pháp thụ xuất tức thoát tam giới theo chiều dọc. Được lợi thì ít nhưng lại bị tổn hại rất sâu, chẳng thể không biết điều này. Được lợi là do tuân theo thuyết ấy họa chăng được khai ngộ, còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện sẽ không cách chi nhờ vào Phật tự lực được. Bởi vậy tôi bảo người thực sự tu tịnh độ chẳng được dùng đến lời khai thị của nhà thiền, vì tông chỉ của pháp môn bất đồng vậy. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Pháp môn tịnh độ chú trọng nơi tín nguyện. Có kẻ do chẳng biết cho nên hoặc cầu Phật báo nhân thiên, hoặc cầu đời sau làm tăng để hoằng dương Phật pháp độ thoát chúng sanh. Những loại tâm niệm ấy đều phải trừ khử sạch sẽ. Nếu có mảy may sẽ chẳng thể vãng sanh. Vãng sanh là siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Không vãng sanh thì tuy một đời hai đời chẳng mê, chắc chắn khó lòng vĩnh viễn chẳng mê. Hễ mê thì do có phước tu trì bèn tạo nghiệp đáng sợ lắm. Ác nghiệp đã tạo, ác báo tự xảy đến, cầu thoát tam đồ chỉ sợ chẳng có ngày nào đâu. Trích dựng Văn Sao Tục Biên Quyển Thường Thư Trả Lời Cư Sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú. Pháp môn tịnh độ là pháp môn bình thường nhất nhưng cao sâu nhất trong Phật pháp. Nếu không phải đời trước sẵn đủ huệ căn, quả thật khó thể sanh chánh tính sâu xa. Đừng nói nhà nho chẳng dễ sanh lòng tin, ngay cả bậc chi thức thông tông thụng giáo cũng thường dựa theo ý nghĩa trong tông giáo để luận định phán đoán. Đến nỗi đối với pháp khiến cho hàng phàm phu sắc đất chưa đoạn phiền hoặc mà được liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh ngay trong đời hiện tại, chẳng thể nghĩ bàn này. Họ chẳng những không chịu tự tu mà còn chẳng chịu dạy người khác tu, vì họ chẳng
chẳng biết pháp này chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp, cứ lấy giáo nghĩa của tôn giáo để làm chuẩn nên mới phạm những lỗi lầm ấy. Nếu thoạt đầu họ liền biết được nghĩa này thì lợi ích lớn lắm. Người thông minh phần nhiều chú trọng hiểu lý để ngộ cái tâm, chẳng biết niệm Phật chính là đường tắt để hiểu lý ngộ tâm. Nếu có thể niệm niệm tương ứng thì sẽ tự hiểu được lý, ngộ được tâm. Dẫu chưa làm được, bèn cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. So với những kẻ hiểu được lý, ngộ được tâm nhưng chưa đoạn phiền hoặc, vẫn cứ luân hồi sanh tử, chọn không có lúc thoát ra, thì sự khác biệt giữa trời với đất đã chẳng đủ để sinh ví giữa hay và dở. Huống chi đạo vãng sanh liền thân cận Phật A-di-đà và thánh chúng, sẽ đích thân chứng được vô sanh pháp nhận. Há nào phải chỉ hiểu được lý, ngộ được tâm mà thôi ư? Pháp môn tịnh độ chỉ có bậc thượng thượng căn và ngu phụ mới được lợi ích thật sự. Còn kẻ thông minh, thông tông, thông giáo, phần nhiều do chí lớn, ăn nói lớn lối, chẳng chịu cây vào Phật tự lực, cứ dốc trí cây vào đạo lực của chính mình, cam lòng nhường cho ngu phụ sớm dự vào dòng thánh. Chích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư gửi cư sĩ Minh Quang. Pháp niệm Phật khẩn yếu nhất là có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Hệ có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt đến nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cậy vào Phật tự lực đối nghiệp vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu tâm không có vọng niệm, thì vẫn chỉ là phước báo nhân thiên, vì chẳng tương ứng với Phật. Do vậy, đương nhiên phải chú trọng nơi tín nguyện cầu sanh Tây Phương. Thật sự có tín nguyện, vọng sẽ tự hết. Nếu lúc bình thường có vọng tưởng quá mức, muốn đắc thần thông, được danh dự, được duyên pháp, đắc đạo, vân vân, hoàn toàn lấy vọng tưởng làm bản tâm của chính mình, như vậy thì càng tinh tấn, dũng mãnh, nhận thứ vọng tưởng ấy càng nhiều càng lớn. Nếu chẳng dắt chiếu để dứt trừ vĩnh viễn những vọng tưởng ấy thì sau này vẫn bị ma dựa phát cuồng, há nào phải chỉ có vọng tưởng mà thôi ư? Vì thế phải miệt mài đoạn dứt những thứ vọng tưởng quá mức ấy. Chích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời sư Hữu Chân và cư sĩ Giác Tam. Một pháp niệm Phật chú trọng vào ba pháp: tín, nguyện, hành. Chỉ biết niệm nhưng không sanh lòng tin và phát nguyện, dù có đắc nhất tâm cũng chưa chắc được vãng sanh. Nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu chưa đạt nhất tâm bất loạn, vẫn có thể cây vào Phật tự lực để vãng sanh. Những người tu hành ngoài rìa phần nhiều cầu giác ngộ, cầu được các thứ cảnh giới, chẳng lấy chuyện quyết định cầu sanh làm chánh yếu. Đấy gọi là bỏ gốc chạy theo ngọn vậy. Vì sao? Vì ngộ đến cùng cực, nhưng nếu chưa đoạn hết sạch phiền hoặc, vẫn là kẻ luân hồi trong lục đạo. Nếu được vãng sanh, so với chuyện ngộ đến mức cùng cực nhưng chưa đoạn phiền hoặc, lẽ cao thấp khác biệt dường như trời với vật. Chích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Tập Hoài Tân. Cổ nhân nói: phi phi tưởng dẫu được sanh, chớ hề bằng được trở về Tây Phương. Nếu có thể chức phát niệm Phật thì nương theo nguyện thuyền của Đức Di Đà trở về quê hương Cực Lạc Tịnh Độ là điều có thể đoán chắc. Đây chính là điều ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng chỉ dẫn hướng về. Nếu chẳng trở về đây, chắc chắn sẽ như đứa con nghèo túng, chẳng biết quê cũ, chẳng nhớ cha lành, cam phận lênh đênh với người, lê la, khe rảnh. Nếu chẳng so đo, chẳng bàn đi tính lại, cứ nhất tâm quay về, mới biết tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, còn có chỗ nào để cầu tưởng quay về và tướng tịnh nữa ư? Cổ nhân lại nói: tự mình chẳng về, về liền được, võ chăng quê cũ, há ai dành? Chích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Vũ Quy Tịnh. Chúng ta từ bao kiếp đến nay, cố nhiên đã có lúc gieo thiện căn, nhưng chưa gặp được pháp môn cậy vào Phật lực để liệu thoát ngay trong một đời, cho nên vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, chẳng thể tự thoát được. Ông thổ bé theo mẹ tin Phật, ấy là thiện tánh, về sau lầm nặng chất độc của Âu Hằng, đấy chính là tập thói xấu ác.
Còn những cảnh được thấy trong giấc mộng thì cũng là do thiện căn từ đời trước mà ra, nhưng mê đã quá sâu, cho nên trong nhất thời chẳng thể lập tức quay đầu lại được. Sự quan hệ này hết sức nguy hiểm, nếu chẳng tự chấn chỉnh sẽ mê muội dài lâu, sợ rằng ngay cả danh hiệu Phật cũng không cách gì nghe được. Nay đã biết rồi, hãy nên nỗ lực. Hơn nữa, pháp môn tịnh độ khác với các pháp môn khác. Các thứ pháp môn khác đều cây vào tự lực, chỉ có pháp môn này hoàn toàn cây vào Phật lực. Phương Nam tông môn khá nhiều, cho nên xin nhập tông môn mong được cái danh đẹp đẽ là Thiền Tịnh Song Tu. Nói chung, tông môn lấy việc kháng câu người niệm Phật là ai để được khai ngộ, tuyệt chẳng nói đến tín nguyện cầu sanh. Đừng nói chứ ngộ, dẫu kháng đến mức thấy được diện mục vốn có của người niệm Phật thì chỉ được kể là ngộ, còn cách liễu sanh tử rất xa. Nếu chưa đặt đến địa vị nghiệp tận tình không, chắc chắn chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử được. Thêm nữa, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh Tây Phương là trái nghịch với Phật, chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử được. Vì thế, người niệm Phật thể xen kèm hơi hướng tông môn thì chỗ đặt được lợi ích ít ỏi, mà chỗ mất mắt lợi ích lại nhiều. Giáo lại càng khó đắc lực hơn nữa. Mật tông ăn nói quá lứng lối, nguy hiểm cùng cực. Chú thích: xin chú ý ở đây, tổ không có ý đả kích mật tông, mà chỉ quả trách những kẻ không học hiểu giáo nghĩa mật tông đến nơi đến chốn, được truyền thụ và ấn quyết đọc một số kinh sách mật tông rồi ngạo nghễ coi thường các tông khác, cũng như không hiểu rõ ý nghĩa hiện thân thành Phật, tự xưng là đã đắc đạo, tự xưng là thượng sư, thâu nhận đồ chúng tràn lan, cũng như chuyên chú trọng thần thông, không hiểu mục tiêu cuối cùng của mọi pháp môn trong Phật giáo đều là hướng tới mục đích liễu sanh thoát tử, tấn tu cho đến khi thành Phật quả. Ông hãy nên chuyên chú một môn, tín nguyện niệm Phật kèm thêm là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn đem những điều ấy dạy người, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Phàm suy nghĩ, động niệm, cư xử đều phải lấy chân thật chẳng dối làm chánh, ngõ hầu chẳng luống uổng cuộc đời này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên, lá thư số 1. Như ông nói, gặp phải đại hòa do công hạnh cạn mỏng, không có gì để nắm níu, rất có thể hoảng sợ quẫn trí, đánh mất chánh niệm, thì chỉ nên tin tưởng sâu xa rằng Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực, sức trì tụng, trí thành đều chẳng thể nghĩ bằng. Đừng nói là không có tai hòa, dẫu gặp đại hòa cũng chẳng đến nỗi quẫn trí vì có những lực ấy gia bị. Phàm là con người, hãy nên hành xử theo đúng địa vị thì chẳng đến nỗi do cảnh ngộ không tốt đẹp mà bị quẫn trí. Phàm những kẻ quẫn trí vì gặp cảnh ngộ không tốt đẹp, phần lớn là do không có tính lực sâu xa, lại kèm thêm có ý niệm tiếc nối cảnh trước, chẳng chịu buông xuống mà ra. Như lúc gặp nàng, chi nghĩ cách tránh né, những chuyện khác đều chẳng lo liệu tới, nhất loạt chẳng bận lòng nghĩ đến, do bận tâm vương vấn chẳng cởi gỡ được, nên bị tổn hại vô ích. Do vậy nói, gặp cảnh hoạn nạn, sống theo hoạn nạn, không trong hoàn cảnh nào người quân tử chẳng được tự tài. Trích dựng Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Du Huệ Úc. Pháp môn niệm Phật chú trọng tín nguyện, có tín nguyện nhưng chưa đắc nhất tâm cũng có thể vãng sanh. Đắc nhất tâm nhưng không có tín nguyện vẫn chẳng được vãng sanh. Người đời phần nhiều chú trọng nhất tâm, chẳng chú trọng tín nguyện, tức là đã đánh mất điều quan trọng cốt lõi nhất. Nếu lại còn sanh khởi mối nghi chưa đắc nhất tâm, sợ rằng chẳng được vãng sanh, thì hoàn toàn trái nghịch với lòng tính chân thành nguyện thiết tha mất rồi. Kiểu suy nghĩ này tự hồ là suy nghĩ tốt, nhưng thật ra nếu do đây sẽ càng tăng thêm tín nguyện để đạt đến nhất tâm, thì đó là cách suy nghĩ tốt. Còn nếu do chưa được nhất tâm bèn thường nghĩ chẳng thế nào vãng sanh được, thì sẽ trở thành cách suy nghĩ xấu,
chẳng thể không biết. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Đức Đại. Đời mạc ngoại đạo lường lẫy, dẫu là kẻ có tính tâm, phần nhiều theo về ngoại đạo, bởi lẽ chẳng có chánh pháp để nghe vậy. Gần đây giao thông tiện lợi, kinh điển Phật pháp được lưu thông, quả thật là may mắn lớn lao. Nhưng cho nên đã học Phật pháp lại còn tu pháp của ngoại đạo, đến nỗi tà chánh hỗn loạn sẽ gây hại chẳng cần. Trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, cầu lấy một pháp môn thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng, thì không hơn chi được pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều phải kể vào tự lực để tu giới định huệ, hồng đoạn tham sân si. Nếu đoạn sạch tham sân si sẽ liền có thể liễu sanh thoát tử. Nếu kẻ nào đoạn chưa hết thì sẽ vẫn chẳng thể liễu được, huống là kẻ chưa thể đoạn ư? Pháp môn niệm Phật chỉ cần đầy đủ lòng tín chân thành, nguyện thiết tha, chí thành niệm Phật đến khi lâm chung, ắt được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Ví như trẻ thơ do cha mẹ nâng dắt, liền có thể về thẳng đến nhà của chính mình. Con người gần đây thích lập gì, chẳng chịu thực hiện công phu thật thà, nên mới có kẻ học thiền tông, tướng tông, mật tông. Ba pháp môn này đều chẳng thể nghĩ bằng, nhưng đều thuộc về tự lực. Mật tông tuy có giáo nghĩa hiện thân thành Phật, tức thành Phật ngay trong thân này, nhưng rốt cuộc có mấy ai thành Phật ngay trong đời này? Đừng nói chứ người học mật chẳng thể thành Phật ngay trong thân hiện tại, ngay cả các vị hoặc Phật truyền dạy mật tông cũng chẳng phải là người có thể thành Phật ngay trong thân hiện tại được. Các ông đừng bị xoay chuyển bởi những vị tri thức của các pháp môn ấy, thì sẽ có thể thoát khỏi cõi ngũ trực này, lên cõi chính phẩm kia, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn tốt trong hải hội. Người niệm Phật cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì mới có thể dùng thân để hướng dẫn người khác tự lợi lợi tha vậy. Nếu luân thường khiếm khuyết, người ta sẽ chẳng sanh lòng khâm phục kính trọng. Cho nên đối với kẻ hiểu lý còn có thể khuyến hóa, đối với kẻ chẳng hiểu lý do chính ta còn thiếu sót trong chuyện tận tụy thực hành, họ sẽ chẳng chịu nghe theo lời ta nói. Đấy chính là dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người ta nghe theo. Và mọi chuyện đều phải lấy thân làm gốc, huống chi dạy người khác niệm Phật liễu sanh tử ư? Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời hai cư sĩ Hằng Tông Minh và Chương Tông Thiện. Hết thảy chúng sanh đều sẵn đủ Phật tánh, tức là đều sẵn đủ Phật huệ, nhưng do tham sân si vân vân xen tạp vào trong ấy, nên Phật huệ bèn trở thành chi kiến của chúng sanh. Nay đã biết Phật huệ vốn sẵn có, bèn chú tâm kiểm điểm nơi khởi tâm động niệm xử sự, chẳng để cho chi kiến tham sân si vân vân phát sanh. Lại hay nên dùng lòng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật, kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiếc sinh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tự hành dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được điều này chẳng để mất, thì vãng sanh Tây Phương sẽ vừa thuần vừa dễ. Đến khi phiền hoặc hết sạch, phước chí viên mãn, thì huệ sẽ thuần đến tột bậc, viên thành Phật đạo. Người đời thường lầm lạc bảo mình có trí huệ, chẳng biết trí huệ là vàng còn trong quặng, hoàn toàn chưa sử dụng được, cần phải luyện rồng khiến cho những chất xí quặng, tức những tạp chất hoàn toàn tiêu hết thì mới được lợi ích. Đại ý là như vậy, mong hãy chuyển những ý nghĩa này đến cho ông ta. Người học Phật chú trọng vào việc tận tụy thực hành. Con người hiện thời phần nhiều mong sao miệng lưỡi nhạy bén, tức là kể tên những món ăn thật hay, thật đẹp, nhưng vô ích cho cái bụng rỗng tuếch, đáng buồn thay. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thường, thư trả lời cư sĩ Thiệu Huệ Viên. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 4. Thank you.